Rồi, hôm nay có một con xe khá là lạ để cho anh em cùng xem nhé. Đây, đây là con Ford Everest này. Đấy, nhìn ngoài thì nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nó chỉ là một con Everest 2009. Con này là 2009. Đấy, 2009 thôi. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của con Everest này là đây, nó có nhiều nút hơn đúng không anh Ngân? Đây này, đây là có mấy cái nút này nữa này. Nút đây là mở cốp này. Mở cốp này. Con này là sổ là nhập ở đâu đây anh? Thái Lan. Thái Lan đúng không anh? Còn cái này thì sao anh? Cái này là cứu à khẩn khẩn cấp, em ấn thử nhá. Ấn nó có nổ xe không? Nổ xe. Đấy, ấn thử nhá anh nhá. Đấy, đây, nút cảnh và gọi là kiểu kiểu bị cướp ấy. Đây ga tự động này, số sàn. Nhưng mà điểm đặc biệt của cái con xe này là nó là đằng sau này này. Đấy, nó là cái xe chở tiền nhập từ Thái Lan về. Đấy. Đấy, đây là con xe chở tiền. Đấy, chỉ có 5 ghế thôi. Bác nào? Cái xe nào? Con này tháo cánh ra được mà. Đấy, đây là con xe chở tiền. Đó. Bác nào xe như này đúng không? Nó có mã số. Ơ, anh Ngân ơi, họ có cho anh mã số không? Đấy. Họ có cho anh mã số không? Có chứ. Phải có mã số chứ đúng không? Đây có một cái bình cứu hỏa đây. Đấy, con xe chở tiền. Ừ, chắc chắc chắn lắm. Đấy. Rồi nhập khẩu Thái Lan hơn 200 triệu. Ủa, ở đây còn có một cái tượng của Thái nữa này. Hay lắm.